là người địa phương Minh Dũng cũng rất là vui khi lượng du khách đến Hồ Tràm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, chắc chắn là ngày mai và ngày mốt còn đông nữa. Nơi đây rất là an ninh trật tự, không bao giờ xảy ra móc túi, đánh cắp, không có, chỉ có niềm vui và tiếng cười thôi. Gặp nhau rất là vui. Đấy, những cái phao trắng là cái khoanh vùng cho du khách tắm đó. Có đội cứu hộ đây, cano kéo cái tàu đây. Đó, đẹp chưa? Wow. Quá đẹp. Chúng nó quay ngược lại, mình quay tiếp. Có sứ biển quý vị ơi, hơi nguy hiểm. Đây sứ biển đây. Có sứ mà không đánh, không nhiều lắm. Chị nó chẳng luôn. Rất là đông. Tiếp tục cano kéo tàu ở đây, có kéo tàu chuối. Quá đông. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, Hồ Tràm bãi tắm công cộng có nguồn du khách rất đông mà rất an ninh trật tự, biển lại trong xanh, nắng đẹp. Lucky Chita Hồ Tràm, Hotel Enest đang 7 tầng, ngay bãi tắm công cộng Hồ Tràm, trong slide hướng mặt trời. Cano kéo cái phao màu vàng à.